Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung vụ án khai thác trái phép quạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên quan đến cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng gian thuộc cấp. Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh bút phê ký các văn bản trái pháp luật, từ đó tạo điều kiện cho hai công ty lợi dụng để khai thác và tiêu thụ quặng trái phép. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, trong thời gian giữ cương vị là phó chủ tịch, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai là người chịu trách nhiệm chính trực tiếp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Xong, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã làm trái công vụ, Ông Vịnh cùng nhóm bị can là cựu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở ngành tỉnh Lào Cai đã ký các văn bản giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 3,77 hecta đất tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai cho công ty Lilama xây dựng dự án khách sạn nhà hàng. Dù biết rõ diện tích này đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch mỏ quạng Apatit, Viện Kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh không chỉ trực tiếp ký nhiều văn bản mà còn chỉ đạo bằng bút phê trong nhiều tài liệu có liên quan vi phạm các quy định của luật khoáng sản năm 2010. Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của Nguyễn Văn Vịnh đã tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quạng Apatit trong diện tích rộng 37.700m2, trong đó có hơn 22.674m2 trồng lớn vào diện tích của khai trường 18, với tổng trị giá hơn 312 tỷ đồng. Tương tự, Đối với bị can Doãn Văn Hưởng, trên cương vị là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Bị can Hưởng đã có những văn bản bút phê tạo điều kiện cho công ty LILAMA và công ty Apatit Việt Nam khai thác tiêu thụ trái phép khoáng sản. Theo viện kiểm sát, hành vi của cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng hai cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hương và Nguyễn Thanh Dương, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Mai Đình Định đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Sơn, ngày 31 tháng 3, huyện có công văn về việc tạm dừng sáp nhập trường tiểu học tại thị trấn Triệu Sơn nội dung công văn nêu, mặc dù được Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thị trấn Triệu Sơn tuyên truyền phổ biến giải thích về chủ trương, quy trình các bước sắp nhập trường, tuy nhiên đến thời điểm sau buổi đối thoại chiều ngày 29 tháng 3 tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, đa số phụ huynh và người dân vẫn chưa đồng thuận. Trước tình hình trên, để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đảm bảo việc đến trường học của học sinh trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Ủy ban Nhân dân huyện đề xuất Ban thường vụ huyện ủy trước mắt xem xét tạm dừng việc sắp nhập hai trường nói trên. Để tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ về quy định chủ trương tạm dừng sáp nhập trường tiểu học trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thị trấn có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân thị trấn chưa thực hiện việc lập đề án, phương án sáp nhập trường tiểu học trên địa bàn, không thực hiện sáp nhập trường khi chưa lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và nhân dân. Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vẫn giữ nguyên vị trí tổ chức dạy và học bình thường. Ủy ban nhân dân thị trấn yêu cầu trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tuyên truyền, vận động học sinh không tự ý nghỉ học làm ảnh hưởng đến học tập của học sinh trường phải tuyên truyền cho phụ huynh tiếp tục cho học sinh đến trường nếu các phụ huynh vẫn cố tình không cho các cháu đi học là vi phạm quyền học tập của các cháu trường cần giao các giáo viên nắm chắc tình hình số lượng học sinh đến lớp quản lý và tổ chức dạy học bình thường hàng ngày giáo viên tổng hợp danh sách học sinh tự ý nghỉ học không lý do báo cáo lãnh đạo nhà trường để báo cáo ủy ban nhân dân thị trấn Ủy ban nhân dân thị trấn đề nghị ban đại diện hội cha mẹ học sinh của nhà trường phối hợp với nhà trường tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh hiểu rõ về nội dung chưa thực hiện việc sáp nhập trường, tuyên truyền vận động để học sinh đi học bình thường, không vi phạm quyền học tập của các cháu. Ban chỉ huy các tổ dân phố 1 2 3 4 tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương tạm dừng việc sáp nhập để phụ huynh học sinh đưa con em đến trường không làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Trước đó, chiều ngày 27 tháng 3, phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đồng loạt cho 457 học sinh nghỉ học để phản đối chủ trương sáp nhập với trường tiểu học Lê Văn Tám. Phụ huynh đưa ra lý do sáp nhập trường khiến cho việc đi lại của học sinh xa hơn, nguy hiểm cho cả học sinh và người đưa đón khi phải đi qua đường tỉnh Lộ. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất không đảm bảo số lượng học sinh quá đông. Ngày 1 tháng 4, chị TNTN 44 tuổi công tác tại thành ủy Quảng Ngãi đã phản ánh về việc một số trang mạng đưa thông tin không chính xác, sai bản chất về vụ việc liên quan mối quan hệ giữa chị với ông VTT 34 tuổi, ngụ tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Theo chị N, tháng 10 năm 2023, thông qua mạng xã hội, ông T nhắn tin tiếp cận chị và nói rằng mình đã ly dị vợ. Vì bản thân là mẹ đơn thân nên nghĩ chuyện hẹn hò với ông T cũng là bình thường sau một thời gian hẹn hò tôi có phát hiện ông tê vẫn nhắn tin qua lại với vợ cũ là chị ptt nên tuyên bố chấm dứt quan hệ sau đó ông tê đánh tôi bầm tím mặt mày và hâm dọa nếu chia tay ông sẽ sát hại tôi không những thế ông tê đe dọa sẽ gửi video và hình nóng của tôi với ông đến nơi tôi công tác và tung lên mạng xã hội chị n nói Mặt ông T hăm dọa, chị N vẫn chủ động chấm dứt qua lại, nhưng sau đó đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, ông T lại hăm dọa và cung cấp thông tin hình ảnh để vợ ông là chị PTT gửi đơn kiện chị N. Ngoài ra, theo chị N, cuối năm 2023, ông T còn mang xe máy của chị đi cầm tại tiệm cầm đồ với số tiền 21 triệu đồng. Sau đó, chị phải bỏ ra số tiền 22,7 triệu đồng để lấy lại chiếc xe. Toàn bộ việc này đều có ghi âm tin nhắn làm bằng chứng. Sau chuỗi lại sự việc, tôi nhận ra bản thân mình đã bị vợ chồng ông T cố tình dâng bẫy tiếp cận nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hết lần này đến lần khác mục đích của họ là chiếm đoạt tiền của tôi. Đã vậy, một số thông tin lan truyền trên mạng không đúng bản chất vụ việc khiến cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng rất nhiều, chị N nói. Cũng theo chị N, sau khi phát hiện hành vi của ông T, chị đã làm đơn tố giác tội phạm đối với ông T đến cơ quan công an thành phố Quảng Ngãi. Công an thành phố Quảng Ngãi đã mời tôi lên làm việc, chị N cho biết. Trong khi đó, PTT vợ ông ntt cho biết bà rất bức xúc việc chồng mình và chị tntn có quan hệ bất chính ăn ở với nhau như vợ chồng dù cả hai vợ chồng đã có với nhau ba đứa con khi phát hiện chồng ngoại tình bản thân đã sốc dẫn đến động thai và phải nhập viện cấp cứu trong khi đó tôi đã nhiều lần liên hệ để ngăn cản nhưng bà tntn và chồng mình vẫn qua lại với nhau quá ức ức tôi mới viết đơn tố cáo hành vi quan hệ bất chính của bà tntn với chồng đến cơ quan chức năng chị Tê nói. Ông Bùi Phú Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi cho biết liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đã nhận được đơn tố cáo của chị PTT. Ngày 18 tháng 3, ủy ban đã làm việc với bà PTT và các bên liên quan. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đang xem xét hình thức kỷ luật đối với bà TNTN, dự kiến tuần sau Thành ủy Quảng Ngãi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với bà TNTN, ông Huy nói. Ông Bùi Phú Huy cũng cho biết thêm bản thân chị TNTN đang độc thân nhưng khi nghe có dư luận đơn vị đã mời bà tntn đến để chấn chỉnh yêu cầu bà tntn không được tiếp xúc với chồng của bà ptt